Vụ chồng sát hại vợ ở Lào Cai trong lúc mổ gà, nghi phạm khai do vợ nói nhiều. Liên quan đến vụ án chồng sát hại vợ xảy ra vào chiều 5 tháng 8 tại xã Tà Trải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ nghi phạm Bùi Mạnh Cường, 30 tuổi, trú tại xã Tà Trải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin trên báo Pháp Luật, tại cơ quan công an, Bùi Mạnh Cường khai nhận khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8 năm 2024, Cường đang mổ gà ở sân phía sau nhà để chuẩn bị bữa tối mời gia đình anh ruột sang nhà ăn cơm tối, thì xảy ra mâu thuẫn và có lời qua tiếng lại với vợ là chị Nguyễn Thị Hát. Cho rằng chị Hát nói nhiều, Cường đã yêu cầu chị Hát nói ít thôi, nhưng Hát không nghe vẫn tiếp tục nói nên Cường bực tức, lấy con dao đang mổ gà, loại dao bầu, một lưỡi có mũi nhọn chạy đến khu vực cửa bếp, rồi giơ dao lên dọa chị Hát. Chị Hát giằng co và tát vào mặt Cường. Quá bực tức, Cường đã vung dao đâm liên tiếp hai phát trúng vào tay và người chị Hát, khiến chị ngồi bệt xuống đất kêu lên. Cường tiếp tục đi vào bếp lấy một con dao loại dao chặt ở giá để dao của gia đình trên bàn bếp rồi quay lại chỗ vợ ngồi, chém chị Hát. Cường khai, sau đó đã kéo nạn nhân vào nhà tắm, với ý định gọi điện cho người thân để đưa vào bệnh viện nhưng không biết điện cho ai. Do vết thương quá nặng, chị Hát đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành bắt giữ đối tượng, phong tỏa hiện trường để điều tra. Theo nguồn tin của báo Lao Động cho biết, Bùi Mạnh Cường và chị Hát kết hôn từ tháng 8 năm 2023 và chưa có con. Trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn,